Sau đây là kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 21 tháng 7 năm 2023. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 30. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 380. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 0046, 6502, 9673. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 6034. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 60107, 17239, 23063, 04497, 89525, 83342, 59018. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 74850, 83059. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 26128. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 94616. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 160885. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 160885.